quý vị và các bạn, đến năm 2025, huyện Tiên Lữ phải quyết tâm hoàn thành xây dựng 100% xã nông thôn mới nâng cao, 50% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển khoảng 600 ha khu công nghiệp. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại buổi làm việc sáng nay với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Tại buổi làm việc, huyện Tiên Lữ kiến nghị đề xuất 4 nhóm vấn đề, trong đó có việc huy động nguồn lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, phát triển 4 cụm công nghiệp đã được quy hoạch, hỗ trợ xây dựng, đầu tư các tuyến đường kết nối với các huyện Phù Cử, Ân Thi, Kim Động, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rút ngắn thời gian thủ tục thu hồi đất, hỗ trợ hướng dẫn huyện trong việc lập hồ sơ bảo tồn, phát huy giá trị một số di tích. Đề nghị bổ sung nguồn nhân lực trang thiết bị cho ngành y tế, tháo gỡ khó khăn thiếu giáo viên ở các bậc học. Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đóng góp ý kiến để huyện Tiên Lữ phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Các sở ngành sẽ luôn đồng hành cùng địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Quan điểm của anh là cái việc mà cấp giấy chứng nhận trái thẩm quyền ấy, thời điểm là giao đất trái thẩm quyền như họ mất các giấy tờ và đặc biệt là cái phiếu thu tiền. Nó liên quan đến cái việc xử lý họ phải nộp là bao nhiêu. Thế thì những cái trường hợp mất này họ không giữ được thì đối với cơ quan nhà nước cũng phải hỗ trợ họ. Thời điểm xã hoặc thôn hay ở đâu thu tiền thì xem có những cái phiếu lưu không? Phải có sổ lưu ABC chứ. Hiện nay là về lúa thì công chí đã đẩy được cái chất lượng cao lên là nhất tỉnh ấy, khoảng 75%. Đấy thì công chí đã làm cái nếp thơm Hưng Yên đấy, thì bây giờ công chí tiếp tục. Cái thứ hai nữa là công chí đang làm cái sản xuất giống. Đấy, sản xuất giống cái đó là cái mà hiệu quả rất là cao. Mà tiến tới là bây giờ là người ta sẽ tập trung cho cái đó vì là nông nghiệp của Hưng Yên thì cái diện tích nó không nhiều, do vậy là mình đang có cái thế mạnh về cái sản xuất giống, kể cả về cây trồng và vật nuôi. Chúng tôi tới đây cũng sẽ tập trung để cùng với công chí triển khai thực hiện cái này nó thật tốt. Là một huyện còn tới 13% nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, huyện Tiên Lữ cũng đang có khát vọng vượt bậc về phát triển một khu công nghiệp có quy mô để tạo đột phá cho bức tranh kinh tế xã hội những năm tới. Phía Nam này cần một khu nghiệp quy mô lớn. Thời gian vừa qua rất dài của cả tỉnh, các huyện phía Nam này chưa có một cụm công nghiệp có quy mô để thu hút được. Ví dụ tôi nói một cái đơn giản như cụm của Vĩnh Phúc thôi, nằm xen canh ở Trân Chắc, nhưng một năm mấy trăm tỷ. Trong khi đó mỗi huyện phía Nam này, tôi nghĩ là trong nhiệm kỳ này và ít nhất nửa nhiệm kỳ sau, nguồn thu bền vững thì quanh con số khoảng trăm tỷ, hơn trăm tỷ là cao. Tức là nó không bằng một cái nhà bánh kẹo Hải Châu hoặc một cái nhà máy nhỏ nhỏ trên kia. Đấy là cái thực tế. Mà nếu bây giờ chúng ta có được cụm công nghiệp, ngày mai có cụm công nghiệp và có nhà đầu tư thì chắc phải giao nó nữa mới có thuế được. Nhưng ngày hôm nay chúng ta là không làm thì nghĩa là chẳng bao giờ nó có. Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu đến năm 2030, huyện Tiên Lữ phải thành công trong việc phát triển khoảng 600 ha diện tích khu công nghiệp đã được tỉnh định hướng quy hoạch. Tuy nhiên, trong lộ trình phát triển cần xác định mục tiêu ưu tiên. Trước mắt, mục tiêu đến năm 2025, huyện Tiên Lữ cần quyết tâm thực hiện thành công việc xây dựng 100% xã nông thôn mới nâng cao, 50% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đề nghị các đồng chí trong tập thể ban hội cho quyết tâm cái đó. Đấy là sản phẩm. Chúng ta làm những cái lớn thì không có điều kiện làm lớn, đúng không? Thì ta làm cái tương đối, chứ mà không phải là nhỏ đó. Cơ bản nhất là cái mục tiêu đó ta làm ra thì cũng là điều kiện để ta nâng cao phát triển kinh tế xã hội mà, rồi nâng cao cuộc sống của người dân mà, tạo thành môi trường xanh sạch đẹp mà, rất tốt. Thì trong đấy có rất nhiều nội dung. Thì tôi đề nghị thế này, thứ nhất là ta có nghị quyết, cái đó là ta lãnh đạo chỉ đạo, và sau đó thì Ủy ban Nhân dân huyện sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Hai là đối với tỉnh thì tập trung hỗ trợ những tiêu chí còn thiếu, còn yếu của huyện đề xuất. Đấy là tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ, vì tỉnh yêu cầu cái đó thì tỉnh sẽ quan tâm. Cái đó thì chúng tôi cũng không phải là hô hào bằng hình thức lý thuyết. Nên nó nói này nè, đặc biệt là hệ thống cây xanh. Cây xanh thì tỉnh cũng đã có đề án, thực ra cái nội dung này thì tỉnh cũng đã làm trước. Thế vừa rồi là cái tiêu chí mà Thủ tướng
phê chuẩn các tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu có cái cây xanh rất chú trọng. 70% là phải phủ kín đối với đường tỉnh, đường huyện, mà tỉnh cũng đã hỗ trợ rồi, mỗi một huyện là tỉnh hỗ trợ 200 triệu, nhưng với cái bối cảnh này thì có thể hỗ trợ thêm. Nếu mà đồng chí cứ bỏ bao nhiêu thì tỉnh hỗ trợ bấy nhiêu, đồng chí bỏ ra 1 tỷ tỉnh lại hỗ trợ 1 tỷ, tức là ưu tiên. Vì ưu tiên để các chút các đồng chí làm việc, yêu cầu các hội đoàn thể nhân dân vào cuộc tích cực ta chăm bón cây nó lên, sau đó ta nối dài mà huy động nhân dân, mà khi mà đường có quy hoạch rồi ta vốn mồi vào đấy, xong các hội đoàn thể tích cực ta nối dài thêm, huy động nhân dân nối dài thêm, quyên góp ủng hộ cây mà lại ta trồng vào đấy, thì tôi nghĩ là nhân dân cũng sẽ ảnh hưởng rất tích cực. Thế bên cạnh cái đó thì chúng ta phát triển công nghiệp, nhưng mà phải đến năm 2025 và đến giai đoạn 2030 thì chúng ta mới phát triển. Còn giai đoạn này chắc có chỉ một phần thôi, khoảng có 200 hectare. Thế còn đến năm 2022, giai đoạn 2030 thì chắc có lấp đầy được 600. Thì lúc đó mới có 600 hectare thì nó bắt đầu huyện phát triển rồi đấy. Phải xác định hướng đi thế. Thế còn từ nay đến năm 2025 thì ta hướng đi tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn kiểu mẫu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thôi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng để phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, huyện Tiên Lữ cần làm tốt công tác quy hoạch. Lấy ví dụ, một miếng vải tốt muốn thành quần áo đẹp phải có một người thiết kế giỏi. Vì vậy huyện có thể mời các đơn vị tư vấn có uy tín để lập quy hoạch. Về phát triển công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quan điểm phải hướng đến phát triển bền vững. Thế về phát triển các khu cụm công nghiệp đây này thì các đồng chí có đề xuất từ tăng diện tích lên. Về quan điểm thì nhất trí, nếu nhà đầu tư nào làm tốt, đồng ý cho mở rộng ngay lập tức. Quan điểm của tỉnh rất là rõ, thế còn không làm được thì rất qua thủ. Thế còn lại các vị trí khác thì có thể là chưa có các cụm công nghiệp ấy, thì ta lập mặt bằng xây dựng. Trong đó có hệ thống giao thông, trong đó có hệ thống xử lý nước thải, thoát nước. Thì ta tiếp nhận khác trước đây. Thế đây là cái tiếp nhận là cái mặt đường người ta làm. Vì cái lúc đó ta khó khăn mà chỉ thích ông vào thôi. Thì cứ vào tỉnh là tốt rồi, cứ cho thôi. Cái bối cảnh khác nhau thì ta hành xử khác nhau. Còn bây giờ thì ta lại quan tâm đến vấn đề môi trường. Tỉ tiếp nhận cao rán là không ô nhiễm môi trường. Hai là khi vào thì có quy hoạch rất rõ ràng, không để tạo đất xen kẹp nồi nõm để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Với tinh thần huyện phát triển thì tỉnh phát triển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí về chủ trương để huyện Tiên Lữ đề xuất đầu tư tuyến đường tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh giao thông đến đâu văn minh đến đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng việc phát triển giao thông nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên đường, kết nối phát triển với các địa phương khác, giải quyết vấn đề xung đột giao thông, phục vụ nhu cầu dân sinh.